Cô gái xinh đẹp này tên là So Hyun và cũng là nữ chính trong phim. Cô là công chúa con nhà giàu có bậc nhất Hàn Quốc, một nhà đầu tư kinh doanh có tầm nhìn độc đáo, nên các tập đoàn hợp tác với cô đều ở các thành phố lớn trên toàn thế giới. So Hyun cao quý và thanh lịch, mỗi lần ra ngoài đều mặc những bộ quần áo rất đắt tiền. Ngay cả việc trang điểm cũng rất tỉ mỉ, người ngoài nhìn vào thì họ đều rất ghen tị với cuộc sống hạnh phúc và phú quý của cô. Nhưng họ không biết rằng So Hyun lại không có được một tình yêu chân thành. Cô kết hôn 4 năm rồi bị chồng vô tình bỏ rơi mà lý do ly hôn lại là không vừa ý phong cách của cô. Vì gia tộc của chồng cũ quá mạnh, So Hyun sau khi ly hôn còn phải giả vờ vui vẻ cùng anh ta tham gia các buổi tiệc. Nhưng không ngờ trong một lần xuất ngoại, người khô cằn như So Hyun lại trải nghiệm được hương vị của tình yêu, khiến So Hyun không ngờ là người cô quen được ở nước ngoài lại là một người hiền lành và thông minh. Vừa xuống máy bay, So Hyun được đối tác mời đến dự lễ khai trương. Mỗi vị khách ngồi phía dưới đều là chủ tịch tập đoàn nổi tiếng. Đối diện với họ, So Hyun dùng tiếng Anh như gió, cô nói về phương án quản lý doanh nghiệp với các khách mời ngồi phía dưới. Trên đường quay về, thư ký nói với So Hyun rằng ở nước ngoài có thể không thoải mái, nên nhớ ăn những thứ tốt cho giấc ngủ. Còn nhắc nhở So Hyun ở đây có một bờ biển rất hợp đi hẹn hò. Nếu muốn thì hãy đi trước thì mặt trời mọc, vì ở đó buổi tối là tuyệt vời nhất. Không ngờ sự thúc đẩy ngành du lịch ở đây thực sự mạnh. Ngay cả poster bãi biển đều được đặt trong phòng khách sạn. Nhìn những tấm ảnh xinh đẹp, So Hyun có chút rung động, thậm chí còn tưởng tượng cảnh gặp được soái ca trong truyền thuyết. So Hyun đứng ngồi không yên liền nhanh chóng gọi cho thư ký, nhưng cô ta sớm đã đến trước đó một bước để hẹn hò. Thư ký còn nói với So Hyun rằng ở đây đẹp hơn trong tưởng tượng nhiều. Soái ca cao to đen hôi thì xuất hiện thành đàn. So Hyun nghe xong tức giận tắt điện thoại. Cô bực tức vì thư ký đi mà không gọi mình, đã ra ngoài ăn mảnh đã đành lại còn châm chọc mình. Sau khi uống thuốc, So Hyun định nghỉ ngơi trước, nhưng nghĩ tới lời thư ký nói có nhiều soái ca cao to đen hôi thì trong người lại càng khó chịu. Nhìn thời gian vẫn sớm, So Hyun quyết định vẫn đi xem bờ biển xinh đẹp trong truyền thuyết. Cuối cùng So Hyun cũng đến được nơi luôn mong chờ. Hướng dẫn viên nói đoạn đường còn lại chỉ có thể đi bộ, nên So Hyun một mình cô độc đi về phía trước. Khi đi mệt, cô muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, hai tên trộm lại lấy túi của cô đi. Cho dù xảy ra chuyện không vui vẻ cũng không thể ngăn cản được bước chân cô. Vì cảm thấy bãi biển thần bí này có thể thật sự đang có nam thần đang đợi cô, So Hyun hôm nay muốn dâng tặng lần đầu của mình cho một chàng trai may mắn. Cô ôm hy vọng đi trên con đường bờ biển để có thể thực hiện nguyện vọng hết ế, nên cô bước chân nhanh hơn. Cuối cùng cũng đến nơi, vừa thưởng thức cảnh đẹp, cô ngắm nhìn mặt trời. Dáng vẻ ngủ gật lúc này của cô thật sự rất nguy hiểm. Khi So Hyun chuẩn bị nhắm mắt ngã xuống, đột nhiên xuất hiện một anh chàng đẹp trai, lịch lãm đã đỡ cô lên. So Hyun chỉ nói được câu buồn ngủ quá, rồi ngủ thiếp đi trong vòng tay của người đàn ông này. Cứ như vậy, giày của So Hyun không những rơi xuống mà cô còn trực tiếp ngủ trên vai anh chàng. Cô cứ thế ngủ cả buổi chiều, người đàn ông bên cạnh âm thầm bảo vệ mấy tiếng đồng hồ. Hoàng hôn xinh đẹp chiếu lên mặt hai người, dường như không khí xung quanh tràn ngập hương vị ngọt ngào. So Hyun cũng từ từ tỉnh lại dưới ánh mắt anh ta. Cô giật mình hỏi anh tìm cô có việc gì, tại sao lại dựa lên vai của anh. Jin Hyuk bảo cô đã ngủ ở đây 3 tiếng rồi, còn nói không phải anh kịp thời đi tới thì cô đã rơi xuống dưới rồi. So Hyun căn bản không nghe, còn nói sao giày cô lại rơi rồi. Jin Hyuk đáp nếu anh rời đi cô còn có thể ngã xuống dưới. So Hyun liền nói anh hãy giúp cô nhặt giày đi. Jin Hyuk còn tưởng cô có ý nghĩa gì khác, hóa ra chỉ là đơn giản giúp mình nhặt giày. Cứ như vậy hai người chưa nói được mấy câu đã nảy sinh tình cảm với đối phương. Khi rời đi, So Hyun nói với anh ta nếu có cơ hội nhất định cô sẽ báo đáp. Jin Hyuk nói chi bằng bây giờ đi ăn mừng một chút, nên anh tới cửa hàng mua đồ uống. Mà cô lúc này cũng cảm nhận được sự chân thành của đối phương. Nhưng từ biểu cảm có thể nhìn ra So Hyun có cảm giác như đang được hẹn hò. Tiếp theo hai người nói lý do ra nước ngoài. Jin Hyuk nói anh là thợ chụp ảnh, anh muốn có những tấm hình đẹp, mà So Hyun bị mê đắm hiện giờ đã quên hợp đồng lớn cần ký trong lần này. Trong đầu cô bây giờ chỉ có ý nghĩ rằng làm thế nào để hẹn hò, vì muốn để lại ấn tượng đẹp cho So Hyun. Jin Hyuk còn đặc biệt mua cho cô một đôi dép, sau đó đưa cô đi nhảy. So Hyun có thể cảm nhận thấy ở Jin Hyuk toát ra một sức hút đặc biệt. Anh luôn tìm thấy niềm vui của cuộc sống trong những chuyện nhỏ. Và khi ở bên anh, cô luôn thấy vui vẻ. Nhưng cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn. Jin Hyuk nói ngày mai mình phải về nước. Tối nay cũng là tối cuối cùng anh ở lại đây. Nhìn anh chàng chuẩn bị rời đi, trong lòng So Hyun rất gấp gáp. Cô luôn đợi Jin Hyuk nói ra câu mời cô đêm nay ở lại. Nhưng anh lại khiến cô cảm thấy thất vọng. Anh chàng không đưa ra đáp án như So Hyun mong muốn. Anh chỉ dặn dò cô nhớ chăm sóc tốt bản thân. Ngày hôm sau, So Hyun tiễn Jin Hyuk ra sân bay. Cô còn đề nghị mua vé cho anh ở hạng nhất, nhưng anh chàng từ chối và nói anh ngồi ở hạng phổ thông là được rồi. Tuy có chút vất vả nhưng cũng là một phần trong cuộc hành trình của anh. Khoảng cách chênh lệch lớn giữa hai người thực sự có thể khiến hai người ở bên nhau không? Thời gian sau, Jin Hyuk trúng tuyển vào một trong những công ty lớn nhất của Hàn Quốc. Điều mà anh không ngờ được là nữ tổng tài của công ty đó lại là cô gái ngọt ngào mà anh đã trúng tiếng sét ái tình ở nước ngoài. Sự chênh lệch về địa vị khiến anh muốn trốn tránh. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Jin Hyuk mới lấy hết dũng khí đi vào công ty mới. Khi bài phát biểu hội nghị kết thúc, So Hyun đã nhận ra anh trong đám đông. Các nhân viên theo ánh mắt của cô mà nhìn theo, cảm thấy sự chú ý của tổng tài Jin Hyuk càng thêm áp lực.
anh chỉ đành cúi đầu trước cô với tư cách là cấp dưới. Sohyun chỉ cười nhạt một cái mà không nói lời nào. Sau khi hội nghị kết thúc, hai người lại gặp nhau. Ánh mắt lạnh lùng của Sohyun như một người xa lạ khiến cho Jin Hyuk cảm thấy thất vọng. Nhưng anh nào biết được trong lòng Sohyun không hề giống vẻ ngoài của cô. Cô gọi điện tìm hiểu tại sao anh lại đến đây làm việc. Cô bảo thư ký điều tra hồ sơ của anh. Sohyun quan sát tỉ mỉ thông tin trên hồ sơ của Jin Hyuk, thì ra bố của anh bán hoa quả. Chẳng trách lúc anh ở Cuba Jin Hyuk nói anh là con trai của chủ tiệm hoa quả. Anh còn miêu tả gần nhà anh có một công viên. Đó là nơi anh thường đến để chụp ảnh những thiên thần nhỏ bé ở đó. Sohyun quan sát Jin Hyuk từ xa, lúc anh nghe điện thoại vẻ mặt anh vui vẻ đầy rạng rỡ. Sohyun không khỏi hiếu kỳ liền hỏi thư ký nghĩ xem anh gọi điện với ai mà có biểu cảm như thế kia. Thư ký nói theo cô đoán thì nhất định là bạn gái, nhưng mỗi lần cô đoán đều sai bét. Sau khi kết thúc công việc, Sohyun liền thay đổi, cô muốn đến công viên mà Jin Hyuk từng nói. Cô ngồi trên xích đu để cảm nhận về những thú vị của nó mà trước khi anh ta từng nói với cô. Vừa hay Jin Hyuk đang về nhà, anh đi ngang qua anh nhìn thấy Jin Hyuk đang ngồi ở đó. Jin Hyuk khó mà tin nổi, hai người chạm mặt, Sohyun ngượng ngùng vô cùng. Cô đang trấn tĩnh giải thích nguyên nhân mình đến công viên này chỉ là nhất thời. Giây phút này cả hai đều có chút thận trọng, hoàn toàn không có sự tự nhiên của Hyuk khi ở nước ngoài. Jin Hyuk nghĩ đi nghĩ lại vẫn nói ra suy nghĩ trong lòng. Lúc anh phát hiện cô là giám đốc công ty thì anh vô cùng ngạc nhiên. Thậm chí là lo lắng Sohyun sẽ nghĩ anh đã đem cuộc gặp ở nước ngoài trở thành chiêu trò để anh được vào công ty. Sohyun liền nói nếu là chuyện đó thì cậu không cần lo lắng đâu. Ngay từ đầu cô đã biết anh không phải người như thế. Jin Hyuk lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt anh ở một nụ cười tỏa nắng và lấy được sự tự tin vốn có của mình. Anh muốn đưa cho Sohyun xem những tấm ảnh mà anh chụp ở Cuba. Nhất thời anh kéo tay cô, sau khi nhận ra mới vội vàng xin lỗi. Anh chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người anh không thể như lúc ở Cuba. Tự nhiên cầm tay Sohyun nhưng dường như cô không hề để ý. Cô vẫn cùng Jin Hyuk đi xem, còn cùng nhau đi gắp thú bông. Vốn dĩ muốn gắp một con nhưng không ngờ chính anh còn quá kém và 10 lần đều trực cả 10. Thấy vậy Sohyun liền nói tránh ra để chị đây ra tay xem nào. Rất nhanh Sohyun đã gấp chúng ngay lần đầu. Lúc này cả hai người cười rất vui vẻ với nhau. Người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng họ đang hẹn hò. Hôm nay nhất định vì cô ở bên nên anh căng thẳng quá. Sohyun nhìn thấy vẻ mặt của anh nói bên cạnh cấp trên khiến anh căng thẳng đến thế sao. Jin Hyuk là vì cô xinh quá đấy Ai-hi. Cô nói một miệng nhưng rất tự nhiên của anh bất giác làm Sohyun ngượng ngùng. Jin Hyuk nói cô nói đúng bởi vì cô là cấp trên. Vài ngày sau Sohyun đang đi trên đường thì gặp chàng trai. Cô vốn không phải là người lo chuyện bao đồng. Nhưng nghĩ gì đó chính là Jin Hyuk nên cô dừng xe lại và nói anh lên xe. Jin Hyuk say rượu rồi nói rất nhiều. Anh nói với Sohyun ở buổi liên hoan anh được ăn rất nhiều đồ ăn ngon. Anh còn cho cô xem cả vạt mới của anh. Sohyun bị Jin Hyuk say rượu làm cho đáng yêu luôn rồi. Hai người trò chuyện vui vẻ chẳng mấy chốc đã đến nhà anh. Jin Hyuk dù say nhưng vẫn không quên quan tâm cô. Anh lấy ra một thanh mực khô. Bảo cô lúc đi về hãy ăn thử như vậy sẽ không bị mệt. Jin Hyuk rút thanh mực khô đòi cho cô ăn. Hai người giằng co qua lại một lúc rồi Jin Hyuk tức giận nói có phải cô thấy anh bẩn nên mới không ăn đồ ăn của anh. Nhưng cô lại nói không phải rồi anh đút miếng mực cho cô ăn. Nhìn gương mặt trẻ con của Jin Hyuk tức giận nên cô mềm lòng mà há miệng ra. Cuối cùng Sohyun cũng thả anh về nhà. Trên đường về, Sohyun bất giác mà cảm thấy buồn cười. Cô nghĩ đàn ông sau khi say rượu đều trở nên đáng yêu như vậy sao? Sáng sớm hôm sau Jin Hyuk nhớ lại những gì trải qua tối qua mà không ngừng lo lắng cho công việc của mình. Đây không phải là ngày cuối anh đi làm đó chứ? Jin Hyuk ngồi ở công ty mà lòng đầy lo lắng. Mong còn giữ chưa ấm thì nhận được thông báo giám đốc muốn gặp riêng anh. Jin Hyuk bất an đi vào phòng làm việc của giám đốc. Sohyun lấy ra thuốc giải rượu và nói là đáp lễ miếng mực tối qua. Jin Hyuk nghe xong suýt nữa thì sặc vội vàng chỉnh lại cà vạt. Sohyun liền nói cà vạt này của anh cũng có khóa sao. Thấy mặt của anh tái mét mà không nói nên lời. Sohyun cười thầm và cố tình trêu anh. Cô bày tỏ nếu cuối tuần anh đưa cô đi ăn thì những gì đêm qua coi như xì xóa. Ngày cuối tuần, lúc hai người đi xe, Sohyun đột nhiên nói rằng có phải cần ăn mực không. Jin Hyuk tái mặt nhưng cũng muốn nói ra lời trong lòng. Xem như anh bị đuổi việc thì anh cũng phải nói xong câu. Cô thật là thù dai đấy nữ giám đốc xinh đẹp à. Nghe thấy vậy thì Sohyun chỉ biết bật cười. Jin Hyuk thấy nụ cười của cô thì liền nhận ra mình đang bị cô trêu và cũng bất giác cười theo. Khi hai người đến quán ăn, Jin Hyuk tự hào khoe với Sohyun cách ăn một phát đến hết miếng mì. Không những vậy Jin Hyuk lại biểu diễn lần nữa khiến Sohyun không nhịn được cười. Trên đường về Jin Hyuk nói rằng nếu như anh là nhân viên của công ty khác thì có phải sẽ có thể tự nhiên hơn không? Vô tư gặp gỡ Sohyun vì cô là cấp trên, anh là nhân viên sẽ khiến cô rất xấu hổ. Sohyun liền nói không có rồi hai người nhìn nhau cười. Nhưng họ không hề biết rằng bão tố đang ở phía trước. Chuyện bọn họ đi chơi ngày hôm nay đã lan đầy trên mạng. Rất nhanh chóng nữ giám đốc xinh đẹp vừa ly hôn với chồng là tài phiệt liền bùng nổ tin tức hẹn hò với cấp dưới. Ngay lập tức công ty cũng rối loạn, tin tức trên mạng không ngừng đăng tin còn có người còn bình luận nói Sohyun là trâu già gặm cỏ non. Không lâu sau mẹ chồng cũ tìm đến cô, lúc Sohyun ly hôn với chồng, bà ta bắt Sohyun ký một bản hợp đồng không công bằng.
Dù là ly hôn rồi cô cũng không được làm hành động gì khiến nhà chồng cũ mất mặt. Bà mẹ chồng chất vấn cô biết mình đã làm gì chưa. Sohyun giải thích cô không hề yêu đương mà đó chỉ là mời nhân viên ăn cơm. Mẹ chồng cũng không tin, bà đã điều tra rõ ràng rồi. Jin Hyuk đi làm ở công ty của Sohyun. Hai người gặp nhau riêng tư rất nhiều lần. Sohyun nói cô đã ly hôn rồi nên bà đừng nhúng tay vào chuyện riêng của cô. Nhưng những gì người mẹ chồng cũ nói sau đây khiến Sohyun nghẹt thở. Bà ta nói kể cả sau khi ly hôn cô vẫn có quan hệ với nhà bà. Vì bố cô là thị trưởng cũng là do công sức của gia đình bà ta. Sohyun nhất thời không thể phản bác. Cô hiểu rõ lợi ích giữa hai nhà là quá nhiều. Bà ta yêu cầu cô phải đuổi việc Jin Hyuk. Bà không cho phép những tin tức như thế này xảy ra lần nữa. Sohyun trong lòng vô cùng rối loạn. Cô không ngờ chỉ cùng Jin Hyuk ăn một bữa lại hại cậu ấy mất cả công việc. Mặt khác, Hae In nhìn thấy bức ảnh tai tiếng thì ngay lập tức đoán được người đó là Jin Hyuk, bởi vì anh thường xuyên mặc quần áo đó. Cô rất tò mò Jin Hyuk và giám đốc có mối quan hệ gì. Jin Hyuk thổ lộ tất cả hai người quen nhau khi đi du lịch ở Cuba, hai người rất hòa thuận. Lúc này anh không biết Sohyun là giám đốc của công ty, nhưng Hae In vẫn không hiểu làm thế nào mà bọn họ có thể thân thiết đến mức đi ăn riêng với nhau. Jin Hyuk không trả lời, nghĩ đến Sohyun mặt anh lộ ra vẻ sầu não. Hae In thấy vậy thì tức giận vô cớ. Giám đốc từ nhỏ đã sống trong hào quang sớm đã quen với chuyện này rồi. Ngược lại Jin Hyuk một khi bị nhân viên công ty khác phát hiện, công việc chỉ định của anh coi như đi đời. Phía bên này Jin Hyuk và Sohyun không biết tin tức tai tiếng kia chính là mẹ chồng cũ của Sohyun làm ra. Bà ta muốn nhân cơ hội bôi nhọ hình tượng của Sohyun trước mặt nhân viên, sau này thuận tiện cướp đi công ty đó. Không những thế bà ta còn muốn Sohyun tài giỏi trở về bên cạnh con trai mình để giúp đỡ sự nghiệp cho anh. Sáng sớm hôm sau mẹ Sohyun đến báo cho cô biết chuyện đã được giải quyết. Đêm qua bà và mẹ chồng cũ của Sohyun đã thương lượng xong và để Jin Hyuk chịu trách nhiệm. Chỉ cần nói Jin Hyuk là kẻ xấu và ép cô đi ăn với anh ta. Nghe thấy vậy Sohyun ngay lập tức nổi nóng. Cô trách mẹ làm sao mẹ có thể nói một người lương thiện thành kẻ xấu được chứ. Nhưng bảo mẹ căn bản không quan tâm suy nghĩ của cô. Trước khi đi còn bảo Sohyun đi tìm chồng cũ để quay lại. Suy cho cùng tiền đồ của bố cô vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào nhà chồng cũ. Áp lực sống trong một gia đình như thế, Sohyun không thể ngậm được cục tức này. Cô thấy mình sống không phải cho bản thân mình mà là bị người khác tùy ý lợi dụng. Nếu đã như vậy cô cũng phải phản kháng, bởi vì cô không muốn Jin Hyuk vì thế mà bị hủy hoại sự nghiệp. Sohyun không còn lối nào để đi nghĩ tới người duy nhất có thể cứu mình đó chính là chồng cũ của mình. Cô liền tới gặp anh để tâm sự. Đầu tiên cô muốn nói đến chuyện của mẹ anh. Đây là lần đầu tiên gặp lại nhau sau khoảng thời gian hai người ly hôn. Không ngờ vợ cũ lại vì tin đồn tai tiếng của bạn trai mà đến tìm anh. Cô nói mẹ anh muốn đổi nhân viên mới của cô còn muốn bôi nhọ cậu ấy trở thành kẻ xấu. Điều này sẽ hủy thanh danh và sự nghiệp của cậu ấy. Chồng cũ của Sohyun nở nụ cười đau khổ. Anh vốn nghĩ rằng vợ cũ và Jin Hyuk chỉ là tin đồn. Nhưng thấy vợ cũ căng thẳng như thế đột nhiên anh có chút không chắc chắn. Sohyun hỏi anh tại không tái hồ. Trước khi hai người ly hôn Seo nói rằng anh chưa bao giờ quên ánh sáng trong tim cho nên anh phải kết hôn với cô. Vì điều này cho nên Sohyun mới đồng ý ly hôn. Nhưng tại sao đến bây giờ Hun Seo vẫn còn độc thân? Hun Seo bối rối, anh nghĩ Sohyun đang quan tâm anh. Không ngờ Sohyun chẳng hề để ý Hun Seo, độc thân hay là đang quen người khác. Cô chỉ là không muốn từ hai gia đình nghe thấy lời bọn họ quay lại với nhau. Hun Seo vừa giận vừa ghen nói không ngờ cô là người phụ nữ điên cuồng như thế nào mà lại cùng với nhân viên mới đến cùng nhau đi ăn. Sohyun tức giận bảo Hun Seo hãy chú ý lời nói của mình. Cuối cùng Hun Seo đồng ý sẽ ngăn mẹ lại. Nhưng với một điều kiện hai người thật sự không còn quan hệ gì nữa. Sohyun nhận được câu trả lời rồi quay người rời đi, để lại Hun Seo với đầy vẻ thất vọng. Thực ra anh rất thích Sohyun nên mới kết hôn với cô. Nhưng sau khi kết hôn vì mẹ anh tìm kẹp lợi dụng Sohyun. Ở với nhau một thời gian, anh có thể nhận ra rằng Sohyun không có chút niềm vui nào. Không đành lòng để người mình yêu sống trong buồn bã, nên anh đã tìm lý do ly hôn trả tự do cho cô. Hun Seo ngồi buồn mà than rằng nếu Sohyun biết tình cảm anh dành cho cô thì nhất định sẽ càng khó xử. Ngày hôm sau đi làm Sohyun gặp Jin Hyuk, đây là lần đầu hai người gặp mặt sau sự cố không hay. Sohyun vô cùng lạnh nhạt, Jin Hyuk thì cảm thấy Sohyun là đang cố ý làm ra vẻ không có chuyện gì. Anh không ngừng lo lắng cho cô. Vừa hay ông chú đang đi công tác, thực tế là vì muốn anh an ủi Sohyun đang rối loạn, bởi vì trước đấy ông ấy đã từng thấy Sohyun cười nói vui vẻ với anh. Ông biết đối với Sohyun không giống như những người khác. Quả như dự đoán, có Jin Hyuk bên cạnh nụ cười của Sohyun xuất hiện nhiều hơn. Cho dù là chơi trò đào đất, hai người cũng vô cùng vui vẻ. Ông chú của Sohyun thấy vậy liền cảm thấy yên tâm, xem ra chuyện an ủi Sohyun sau này có thể giao cho tên tiểu tử này rồi. Nhưng sau khi biết mỗi đêm Sohyun phải uống thuốc mới ngủ được, Jin Hyuk vô cùng đau lòng càng không thể chợp mắt nổi. Lúc này anh nghe thấy đài radio có một bài hát quen thuộc. Đó chính là bài hát mà anh và Sohyun cùng nghe ở Cuba. Nhớ tới lúc trước khi ông chú đi có nhắc Sohyun phải chăm nghe đài radio. Jin Hyuk mạnh dạn đoán đây là bài hát Sohyun chỉ định. Hóa ra là trong những đêm cô đơn lạnh lẽo như thế, bọn họ đều nhớ đến điều đó. Jin Hyuk liền muốn đi gặp Sohyun. Nửa đêm chạy đến nhà hàng xóm đập cửa để mượn xe, đạp phanh tăng tốc đi tìm Sohyun. Anh muốn bày tỏ tâm ý của mình, lấy thân phận bạn trai để thương yêu cô.
Chỉ có điều trước đó anh phải đưa Sohyun đi ăn sáng. Đến nhà hàng Jin Hyuk lấy hết can đảm nói ra nỗi lòng của mình. Nhưng Sohyun chỉ nói hai người chỉ là quan hệ cấp trên và cấp dưới. Jin Hyuk nói nếu chỉ là cấp trên thì bản thân không cần thiết phải làm đến bước này. Hơn nữa nửa đêm còn lái xe 2 tiếng chỉ vì muốn gặp cô. Nhìn thấy cô không vui, bản thân anh cũng buồn theo. Đối diện với tình cảm Jin Hyuk, Sohyun không biết hồi đáp thế nào. Thế nhưng Jin Hyuk không nản lòng, không từ chối rõ ràng thì anh vẫn còn cơ hội. Sohyun để nghĩ ra bờ biển uống cà phê. Anh sợ Sohyun nên đặc biệt đưa áo khoác của anh rồi khoác cho cô. Sohyun hỏi anh không thấy lạnh à, Jin Hyuk liền giáp thính anh không lạnh chút nào, bởi vì cô giống như lò sưởi sưởi ấm trái tim anh. Nói xong anh lặng lẽ ngồi lại gần bên Sohyun. Không lâu sau anh giả vờ mệt mỏi và muốn dựa vào người Sohyun. Gió biển mát rượi mềm sao xuyến trái tim Sohyun. Cô vì thế mà muốn cùng anh giữ mối quan hệ đơn thuần cấp trên cấp dưới này. Bởi vì cô sợ sau khi hai người gần gũi hơn sẽ bị mẹ ngăn cấm, dẫn đến việc hai người trở nên xa cách. Điều đó khiến cô rất đau khổ. Ai ngờ tất cả những điều này đều bị Jin Hyuk nghe thấy hết. Phía bên này chồng cũ Sohyun mua một chiếc váy để làm quà sinh nhật cho Sohyun. Nhưng đen cho anh là chiếc váy đó đã được đặt trước rồi. Hun Seo thấy vậy thì chọn mấy cái và nói với nhân viên rằng những cái anh vừa chọn gói lại hết giúp anh rồi cho nhân viên mặc. Nhưng riêng chiếc váy này thì gói lại cho anh. Cô nhân viên nói như thế thì làm khó cho cô rồi nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy chiếc thẻ của Hun Seo. Sau đó Hun Seo để lại lời nhắn cho Sohyun rồi để quà ở dưới sảnh. Lúc anh rời đi Hun Seo vô tình nhìn thấy Sohyun ngồi trên chiếc xe bán tải. Điều khiến anh không thể tin được hơn là Sohyun vẫn liên lạc với cậu nhân viên cấp dưới. Hun Seo trong lòng vô cùng hỗn loạn, ngày hôm sau rắc rối lớn lại đến với Sohyun. Có người đăng tin cô tìm trai trẻ để hẹn hò. Đêm qua Sohyun đang trên đường về nhà, đột nhiên một chiếc xe từ phía trước lao qua. Sohyun vội vã đạp phanh lại bị chiếc xe phía sau đâm vào xe cô. Bất lực cô đành xuống xe xử lý. Lúc này Jin Hyuk chạy lại, anh đẩy Sohyun về phía sau, chủ động đưa danh thiếp và nói sẽ chịu mọi trách nhiệm về tổn thất của người đàn ông đó. Sohyun vô cùng rối bời, cô vốn là người lý trí lại sáng suốt, tại sao vừa nhìn thấy Jin Hyuk thì không giữ được bình tĩnh. Jin Hyuk liền nói để anh đưa cô về nhé. Sohyun cáu gắt nói không cần nhưng Jin Hyuk vẫn cầm tay cô và khăng khăng đưa cô về nhà. Rất nhanh đã đến nhà Sohyun, Jin Hyuk dừng xe lại và nhìn đồng hồ. Khi kim đồng hồ chạy đến 12 giờ anh liền nói sinh nhật vui vẻ nhé. Hóa ra Jin Hyuk biết được từ đồng nghiệp hôm nay là sinh nhật Sohyun. Anh chu đáo chuẩn bị một thỏi son và nói tuy so với đồ xa xỉ thì nó chẳng là gì, nhưng cũng là tâm ý của anh. Nhưng Sohyun lại không nhận. Jin Hyuk nói món quà quả có chút nhỏ đúng không? Nhưng Sohyun nói không phải như vậy, chỉ là cô không muốn nợ anh thêm bất cứ thứ gì nữa. Sự từ chối rõ ràng của Sohyun khiến tim Jin Hyuk nhất thời khó chấp nhận. Anh kìm nén nỗi thất vọng và nói là anh đã vượt quá giới hạn rồi tạm biệt Sohyun rồi rời đi. Thế nhưng nhìn bộ dạng đầy thất vọng của anh, cô lại không nhẫn tâm. Suy nghĩ một lúc rồi cô gọi Jin Hyuk sau đó chìa tay ra. Jin Hyuk thấy vậy liền vội vã chạy qua vui vẻ lấy thỏi son ra đặt vào tay Sohyun. Nhưng cô không thể ngờ rằng ngày hôm sau trong công ty tin đồn đã ở khắp nơi. Đồng nghiệp khác còn cá cược rằng Sohyun vì ham muốn cá nhân nên đã ép nhân viên hẹn hò với cô. Thậm chí còn nói cô rằng trâu già thích gặm cỏ non. Hình tượng tinh anh của Sohyun một đêm hoàn toàn sụp đổ. Hun Seo cũng biết được chuyện này. Anh vội vã sai người tìm cách xóa bài để giảm thiểu mức ảnh hưởng. Nhưng chuyện này sớm đã trở thành đề tài sau bữa ăn của nhân viên. Mọi người cho rằng cậu nhân viên bị ép hẹn hò với Sohyun nhất định sẽ không đứng ra. Bởi vì một khi anh ấy đứng ra thì mọi người đều sẽ biết. Vậy thì anh ta làm sao có thể đi làm nữa? Jin Hyuk cả ngày nghe đồng nghiệp nói những lời ác ý về Sohyun thì trong lòng càng thêm khó chịu. Lúc anh ta làm nhìn thấy tổng giám đốc đang châm biếm Sohyun. Cô vì bảo vệ anh nên đều nhẫn nhịn nhìn các nhân viên tụ tập đông người đàn ông càng thêm kiêu ngạo. Thậm chí còn chất vấn Sohyun người đó là nhân viên công ty hay là cô tìm đến trai trẻ. Nghe đến đây thì Sohyun trong lòng đầy phẫn nộ, cô nắm chặt tay như muốn đấm thật mạnh vào gã đàn ông trước mặt. Lúc này Jin Hyuk liền đứng ra bảo vệ cô. Nếu như Sohyun có thể vì anh mà chịu nhiều xấu hổ thì tại sao anh lại không thể vì cô rửa sạch tin đồn? Anh quyết định chủ động đi về phía của Sohyun rồi tỏ tình với cô. Mọi người đều ngạc nhiên người trong tin đồn chính là Jin Hyuk sao? Jin Hyuk mới là tân binh của gia nhập công ty, lại yêu một nữ giám đốc 35 tuổi vừa ly hôn. Anh mặc kệ tất cả mà đứng ra thanh minh cho cô trước toàn thể nhân viên. Sohyun là đi gặp anh không phải là đi gặp trai trẻ. Sohyun vừa cảm động vừa lo lắng. Jin Hyuk bây giờ đã lộ diện thân phận không quan tâm tiền đồ phía trước. Toàn bộ nhân viên đều nghĩ anh có thể vào công ty là vì có nữ giám đốc đứng sau. Rõ ràng là tin đồn hiện bịa đặt đều có thể khiến anh không thể ở lại công ty. Rõ ràng là tin đồn bịa đặt đều có thể khiến anh mất việc ở công ty. Thư ký của Sohyun rất cảm ơn anh đã thay giám đốc rửa sạch tin đồn. Nhưng cô hy vọng tất cả sẽ dừng ở đây. Anh không thể dính líu đến Sohyun nữa. Hai người họ vốn là người của hai thế giới khác nhau. Thân là người bạn duy nhất của Sohyun. Thư ký viết cô ấy sống rất khổ sở, cô chưa từng yêu đương. Nhưng lại vì sự ép buộc của cha mẹ mà kết hôn với con nhà tài phiệt. Thế nhưng cuộc hôn nhân này lại trở thành vết nhơ cả đời cô. Bởi vì lợi ích hai nhà liên quan quá sâu. Vì thế dù là ly hôn nhưng Sohyun vẫn phải nghe lời của mẹ chồng cũ. Còn tên Jin Hyuk mới vào đời này làm sao có thể đủ sức đối đầu với gia tộc tài phiệt.
Nghe đến đây anh lại không lo lắng cho mình, ngược lại còn lo cho Soo-hyun hơn vì cô ấy luôn sống những ngày như thế. Ngày hôm sau Jin-hyuk vẫn đến công ty làm việc bình thường. Toàn bộ nhân viên đều chỉ trỏ về phía sau anh. Có người còn chế giễu anh là tên bám váy, tuổi còn trẻ mà tìm nữ giám đốc để tìm chỗ dựa. Những lời ác ý khiến anh không nhịn nổi nữa, chỉ đành đi ra ngoài trốn đi. Soo-hyun vô tình nhìn thấy Jin-hyuk từ xa. Người đàn ông nhiệt tình vui vẻ lúc này lại trở nên mệt mỏi. Thấy vậy cô rất lo lắng, không kiềm chế được và gửi tin nhắn an ủi anh, mặt đang buồn như xít ngâm. Vậy mà khi nhận được tin nhắn của Soo-hyun thì anh bỗng chốc đã vui vẻ trở lại. Lúc này Ji-hyuk xin nghỉ phép rồi đưa Soo-hyun đi dạo. Anh nói phải đưa cô đi bảo tàng nhưng lại đưa cô đến dưới một cây cầu. Soo-hyun ngơ ngác tò mò hỏi anh tại sao lại đưa cô đến đây. Anh liền xoay người cô lại và nói anh đâu có lừa cô đâu, viên bảo tàng đây nè cưng. Nhìn những bức tranh nghệ thuật nơi đây, Soo-hyun đột nhiên cảm nhận được tình cảm của Ji-hyuk. Hai người dừng lại trước một bức tranh. Bức tranh này có ý nghĩa dù có đi bất cứ đâu thì mối quan hệ nào rồi cũng tương phùng. Hai người bắt đầu gặp nhau trong chuyến du lịch Cuba. Sau đó lại ở công ty họ gặp nhau với thân phận cấp trên cấp dưới. Jin-hyuk tưởng tưởng về tương lai sau này của họ. Nhưng Soo-hyun lại nói quan hệ của hai người sẽ không thay đổi. Một người phụ nữ đã ly hôn làm sao có thể sống với một con phượng hoàng đang nở rộ như Jin-hyuk. Lúc hai người gặp nhau có quá nhiều rắc rối. Nếu gặp nhau lúc trẻ thì họ có thể yêu nhau một cách nghiêm túc. Còn bây giờ thì toàn thế giới hiện tại đều biết Soo-hyun đã ly hôn. Thời gian quá tệ khiến tôi cảm thấy rất buồn. Cô bạn thân liền nói xem ra Soo-hyun đã thích Jin-hyuk. Cô đi đến chỗ bức tranh kia cô đang nhớ về Ji-hyuk thì đột nhiên anh xuất hiện trước mặt cô. Chỉ cần nhìn thoáng qua anh, đường ranh giới bảo vệ của cô đã hoàn toàn sụp đổ. Jin-hyuk nói anh và cô hiện tại ở đây sẽ tương phùng ở một mối quan hệ mới, rồi anh hỏi cô cảm thấy thế nào. Soo-hyun suy nghĩ một hồi, cô cho rằng mình hẹn hò với anh chàng trai nhỏ hơn mình 10 tuổi, như vậy thì thiệt thòi cho Jin-hyuk. Nhưng cuối cùng cô vẫn đồng ý hẹn hò với anh. Nếu đã trở thành mối quan hệ đó, Jin-hyuk ngây thơ hỏi cô cần làm gì tiếp theo đây, hay là honey. Soo-hyun kích động nói như thế thì đột ngột quá, chi bằng cứ lãng mạn một chút đi. Jin-hyuk liền đeo găng tay cho Soo-hyun và không quên nói vài lời tán tỉnh. Anh khen tay của cô giống như tay của búp bê vậy, trông thật đáng yêu. Tuy ngồi sau xe đạp không thoải mái như con Ferrari của cô, nhưng đối với Soo-hyun mà nói điều này khiến cô thêm phấn chấn mà lại còn lãng mạn. Cô chưa từng được hẹn hò, đây là lần đầu tiên Soo-hyun được nếm trải sự ngọt ngào của tình yêu. Jin-hyuk mua một bánh kem nhỏ để kỷ niệm ngày đầu tiên họ gặp nhau, còn để phần cho Soo-hyun một quả chuông để làm kỷ niệm cô. Cô không khỏi thích thú trước anh chàng cute hột me này. Trở về nhà, Soo-hyun lấy đôi dép mà Jin-hyuk mua cho ở Cuba ra và đặt quả chuông kỷ niệm ở bên cạnh. Phía bên này Jin-hyuk cũng làm chuyện tương tự. Bộ sưu tập của anh cũng bao gồm đôi giày cao gót mà cô thay ở Cuba. Lần đầu tiên Soo-hyun gặp được thú bông, còn có cả quả chuông kỷ niệm tình yêu với cô. Nhìn càng ngày càng nhiều đồ, Jin-hyuk nở nụ cười ngọt ngào. Nó đại diện cho những khoảnh khắc tươi đẹp giữa hai người. Anh nghiêm túc viết ra hai chữ yêu đương trên cuốn lịch. Còn Soo-hyun cô đổi ghi chú của Jin-hyuk thành một con hạc. Cô gửi vui vẻ trong lòng giống như đang ăn một miếng bánh ngọt nhỏ vậy. Phía bên này Hun Seo điều tra về Jin-hyuk. Anh cho rằng xuất thân và công việc của tên họ Jin kia đều rất bình thường, căn bản không xứng với Soo-hyun. Anh nhìn bức ảnh của Soo-hyun liền nhớ đến lần đầu gặp mặt cô. Hai người xem mặt theo yêu cầu của bố, Soo-hyun chưa từng yêu và nói chuyện thẳng thắn. Cô nói với Hun Seo thích kiểu người như thế nào thì hãy nói thẳng với cô sẽ cố gắng làm anh thích. Hun Seo đáp anh không có mẫu người nào thích cả, nhưng bắt đầu từ hôm nay anh đã có người trong mộng rồi. Lúc đó Hun Seo đã trúng tiếng sét ái tình. Cho dù ly hôn cũng vẫn yêu cô ấy, nhưng cô lại thích Jin-hyuk. Đây là điều Hun Seo không thể chấp nhận. Còn Soo-hyun cô đang đi bộ cùng Jin-hyuk đi. Anh rất tò mò là làm thế nào mà cô đã trở thành giám đốc của khách sạn. Soo-hyun thành thật nói thực ra khách sạn này là tài sản sau khi ly hôn. Để đưa khách sạn ngày càng lớn mạnh nên cô đem hết tài sản đầu tư vào đó, đưa đồng đội tín nhiệm đi học tập ở các nơi tái cấp vốn để tân trang lại khách sạn. Nghe Soo-hyun nói vậy, Jin-hyuk cảm thấy rất thú vị. Nhưng Jin-hyuk lại thắc mắc tại sao cô lại cứ do dự không quyết đoán với anh. Nói xong rồi anh quay mặt bỏ đi như kiểu giận dỗi. Thấy vậy Soo-hyun liền chạy lại rồi khoác tay anh. Lúc này khuôn mặt Jin-hyuk mới rạng rỡ trở lại. Và hai người khoác tay nhau đi trên chặng đường dài. Ngày hôm sau Soo-hyun còn bỏ cả số tiền lớn để mua cà vạt tặng cho anh. Jin-hyuk vui sướng cảm ơn cô. Đây là lần đầu tiên tôi được tặng cà vạt. Soo-hyun nói đây cũng là lần đầu tiên cô tặng quà cho con trai trừ bố cô. Hôm sau Jin-hyuk đang bận rộn chuẩn bị cho khai trương khách sạn thì một người đàn ông mặc vest lịch sự bước vào. Đồng nghiệp ai nấy cũng đứng lên chào anh. Hun Seo cũng đến để giải quyết việc mời minh tinh. Mối quan hệ của anh ấy rất rộng nên chỉ cần gọi vài cuộc là xong. Sau khi Hun Seo rời đi, Jin-hyuk mới biết rằng đó là chồng cũ của Soo-hyun thông qua các đồng nghiệp. Cảm giác thất bại trào lên trong anh. Về tới nhà anh vẫn miệt mài làm việc. Anh hy vọng có một ngày anh sẽ có thể thay thế vị trí của chồng cũ Soo-hyun và trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô. Ngày khai trương khách sạn, Soo-hyun thắt cà vạt giúp Jin-hyuk và trong lòng anh vui như mở hội. Không ngờ cảnh tượng đó đã bị Hun Seo tình cờ nhìn thấy. Người mẹ thấy con trai đi xuống với tâm trạng buồn phiền thì quyết định tận tay xử lý Jin-hyuk. Bà cười nhạo Jin-hyuk còn mắng anh không đi làm tử tế, chỉ biết mấy cái trò trai gái vớ vẩn.
Soo-hyun không muốn thấy người mình yêu bị sỉ nhục như vậy. Đang định đi tới thì bị thư ký kéo lại. Vì dù là Jin Hyuk hay là Soo-hyun thì họ cũng không thể chống đối lại với gia tộc tài phiệt đó. Bên này mẹ chồng Soo-hyun nói Jin Hyuk vượt quá giới hạn của một con chó điên cuồng sẽ có kết cục thảm thương thế nào khung hả chàng trai trẻ. Những câu nói khó nghe, thái độ khinh thường người khác của bà khiến Jin Hyuk không thể chịu đựng được nữa. Anh không ngờ những người sống trong thế giới với Soo-hyun lại có nhiều khác biệt tới thế. Nhưng lần này Soo-hyun không muốn nhẫn nhịn nữa. Cô tuyên bố với báo chí rằng mình và Jin Hyuk đang yêu nhau. Câu nói đó không khác gì lời tuyên chiến với gia tộc kia. Soo-hyun sẽ không quay lại với chồng cũ. Cô có cuộc đời của riêng mình, cũng có người mà mình muốn bảo vệ. Phía bên này, gia đình nhà tài phiệt đã bắt đầu phản kích lại. Người mẹ bảo giám đốc nhân sự điều Jin Hyuk tới một khách sạn ở khu vực hẻo lánh, đồng thời mở cuộc họp phê bình Soo-hyun, thậm chí còn cổ vũ cổ đông lớn đá cô. Tuy từ chỗ mới tới công ty hiện tại tới chỉ hết 2 tiếng nhưng giờ anh và Soo-hyun đã phải yêu xa. Nữ chủ tịch ly hôn chồng này thật thảm, người yêu được là chàng trai kém mình 10 tuổi. Thì hôm sau chàng trai bị đuổi tới khu hẻo lánh làm việc. Trước khi đi đến nơi hẻo lánh kia làm việc, Jin Hyuk tặng cô chiếc máy ảnh theo mình từ nhỏ. Anh dạy cô cách chụp ảnh rồi chủ động đứng làm mẫu, nhưng mãi Soo-hyun mai không ấn nút chụp hình. Cô nghĩ tới việc người yêu trước mắt sắp rời đi, tay cô không ngừng run lên, trong lòng cảm thấy bất an. Jin Hyuk tưởng rằng cô không biết chụp nên anh đã đi tới để dạy cô, nhưng anh lại thấy một Soo-hyun mạnh mẽ đang âm thầm lau nước mắt. Jin Hyuk cũng vô cùng đau lòng, thật ra anh cũng không nỡ rời xa cô. Thấy Soo-hyun pha trà cho mình, anh lại muốn được ăn cùng cô, còn muốn tâm sự với cô, muốn ôm cô nữa. Đối diện với Soo-hyun thì anh luôn tham lam như vậy đấy. Hôm sau Jin Hyuk vừa rời đi thì chồng cũ lại tới. Anh ta thể hiện tâm tình với Soo-hyun nhưng cô lại cho rằng Hun Seo đang đùa cợt với mình, vì trong thời gian ở với nhau, anh chưa từng thể hiện rằng thích cô, thậm chí còn ly hôn với cô vì tình đầu của mình. Soo-hyun hỏi Hun Seo rốt cuộc đang muốn làm gì. Hun Seo nói chỉ là nhớ cô nên anh mới gặp cô thôi rồi rời đi. Mặt khác, mẹ Hun Seo biết được chuyện mối tình đầu của con trai là giả. Cô gái đó được Hun Seo thuê về để đóng kịch cùng anh. Bà không ngờ con trai mình lại vì Soo-hyun mà làm việc ngu xuẩn như vậy. Nhưng Hun Seo nói Soo-hyun không hề biết chuyện này. Phía bên này, Jin Hyuk đến chỗ làm mới và anh làm tiếp tân. Nhưng anh vẫn không quên việc chuẩn bị buổi tiệc cuối năm. Chả mấy chốc mà ngày đó đã tới, thấy hoạt động diễn ra thuận lợi. Ông chú liền nhớ ra Jin Hyuk nên nghĩ ra kế hoạch này. Ông giả vờ buổi tiệc xảy ra vấn đề để Jin Hyuk trở về. Ông chú còn chuẩn bị một bộ vest cho Jin Hyuk. Trong bữa tiệc đó, Soo-hyun đang đi giữa đám người đông đúc, đột nhiên bị một người kéo ra ngoài ban công. Người đàn ông từ từ bỏ mặt nạ của mình ra. Nhìn thấy Jin Hyuk, Soo-hyun vui mừng đến rơi lệ. Họ hôn nhau bên ngoài vũ hội náo nhiệt. Vì anh đến quá bất ngờ nên Soo-hyun cũng có được niềm vui đầu năm. Không ngờ cảnh tượng đó bị Hun Seo nhìn thấy hết. Đêm đó, trước khi chia tay, Jin Hyuk láu cá và lắm chiêu này còn thể hiện màn tán tỉnh rất độc đáo. Các thanh niên FA nên học chàng trai trẻ này mê hoặc nữ giám đốc như thế nào nhé. Đầu tiên anh giả vờ chào tạm biệt Soo-hyun. Sau đó nhân lúc cô không để ý thì anh sẽ quay lại. Soo-hyun tưởng anh có chuyện gì liền hỏi anh sao thế. Jin Hyuk liền hành động khóa môi đột ngột khiến tim Soo-hyun đập mạnh, thậm chí còn không nỡ rời xa anh. Ngày hôm sau, việc cả hai hẹn hò được đăng lên báo. Mẹ chồng cũ của Soo-hyun không cam tâm nhìn con trai bà đau buồn. Bà lập tức tìm cô gái khác cho con trai mình giải tỏa. Bà bắt cậu đi gặp mặt người con gái đó, không được đau lòng vì Soo-hyun đó nữa. Nhưng Hun Seo không có tâm trạng với người con gái khác ngoài Soo-hyun. Anh phải làm gì đó để hàn gắn lại mối tình với Soo-hyun. Thế là anh cầm nhẫn cưới của cả hai tới tìm Soo-hyun để hàn gắn lại mối quan hệ của hai người. Anh muốn Soo-hyun quay lại với anh. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi, anh sẽ mua một ngôi nhà cách xa thành phố, tránh xa những hoạt động trong gia tộc tài phiệt mà cô không thích. Hun Seo hứa sẽ làm tất cả những gì mà cô muốn. Nhưng cô lại nói rằng mọi thứ đã quá muộn. Tuy trong lúc cưới, mẹ của Hun Seo thường hay làm khó và giày vò cô. Nhưng điều khiến cô cảm thấy đau lòng đó là Hun Seo lại không hề nói một lời nào. Bố Soo-hyun lo cho con gái sẽ bị gia đình chồng cũ báo thù. Nhưng cô bảo ông hãy yên tâm vì cô đã chuẩn bị rất kỹ mọi thứ rồi. Cô chỉ sợ mình sẽ trở thành viên đá cản đường của bố mình. Ông rất điềm tĩnh và nói trước đó bố đã lợi dụng con để lên thị trường nên giờ ông rất áy náy. Ông bảo Soo-hyun hãy đi làm những gì cô muốn và bảo vệ Jin Hyuk thật tốt. Vì nhà bên kia sẽ không tha cho Jin Hyuk đâu. Khác với ông bố, mẹ của Hun Seo thì nói chuyện không hề dễ nghe. Bà cảnh cáo Jin Hyuk lập tức tránh xa Soo-hyun ra vì anh mà cuộc chiến trở nên càng phức tạp rồi đó. Người ép Soo-hyun tới đường cùng chính là anh. Phía bên này, Soo-hyun đọc bình luận trên mạng có người nói Jin Hyuk thường câu gái từ hồi học đại học, còn mắng hoa quả nhà anh ấy bán bị thối nát, thậm chí cười nhạo rằng thời đại này cứ trẻ đẹp đều có thể mua. Jin Hyuk còn nhận được những tin nhắn của người bạn lâu không liên lạc. Họ khịa anh có thể đến khách sạn miễn phí không? Vì sau này nó sẽ là của anh mà. Jin Hyuk cảm thấy rất phiền não. Soo-hyun liền gọi điện cho anh. Cô không muốn anh bị cuốn vào trận chiến này, càng không muốn anh bị tổn thương. Cô có ý định muốn chia tay anh, cô nói với anh. Cô nói với anh cho nhau chút thời gian được không? Jin Hyuk nghe vậy thì giữ người lại. Anh nói cô chắc cô vất vả lắm đúng không? Vì anh tầm thường nên mới khiến cô khó xử như vậy phải không?
Đầu dây bên này Sohyun không biết nói gì, chỉ biết khóc cho cuộc tình có quá nhiều trong gai này. Liệu cuối cùng họ có đến được với nhau? Chuyện tình đẹp như trong tranh của Sohyun và Jin Hyuk chịu những lời đàm tiếu cùng với sự phản đối từ gia đình. Sohyun không chịu được áp lực từ dư luận nên đã quyết định chia tay. Vài ngày sau, Sohyun nhận được lãng hoa tới từ vị trí chồng cũ. Đang trong nỗi đau thất tình nên Sohyun không thèm để ý, cô lạnh lùng tặng hết chỗ hoa đó cho thư ký. Phía bên này, Jin Hyuk chọn cách làm việc để bản thân thêm bận rộn. Thấy bé gái bị mất đồ chơi trong khách sạn, anh chủ động đi tìm đồ cho cô bé, còn mua kem cho bé gái để bé vừa ăn vừa đợi. Sau đó cậu đi tìm trong đống chăn 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tìm ra đồ chơi của cô bé. Jin Hyuk không biết được mẹ của bé gái chính là phóng viên tạp chí du lịch nổi tiếng. Cô rất tâm đắc về tính nhẫn nại và trách nhiệm cao của anh. Khi về nhà, cô còn viết báo cảm ơn anh và đăng lên trang tạp chí du lịch nổi tiếng. Đây là ước mơ của nhiều nhân viên khách sạn, quản lý vừa tự hào vừa kiêu ngạo. Cô còn mua một lượng báo lớn rồi phát cho đồng nghiệp. Trong thời gian đó, anh và Sohyun không liên lạc với nhau, nhưng họ luôn nhớ về anh. Trong lúc đi rửa ảnh, Sohyun nghe người phụ nữ kể về người chồng đã mất của mình. Bà cổ vũ Sohyun hãy dũng cảm để yêu, nếu không sẽ như bà phải lên thiên đàng mới có thể gặp được người mình yêu. Nghe xong, Sohyun quyết định đi tìm Jin Hyuk. Cô ngồi xe 2 tiếng để được gặp anh. Khi nhìn thấy nhau, Jin Hyuk chạy về phía Sohyun và ôm chặt lấy cô. Phía bên này, giám đốc mới của công ty bắt đầu lôi kéo nhân viên. Họ muốn hủy hoại khách sạn mới của Sohyun ở Cuba. Họ lập âm mưu dỡ bỏ sân nhà mà Sohyun muốn giữ lại. Từ trước tới giờ, cổ đông khách sạn luôn lung lay. Họ có thể nhân cơ hội này để đá Sohyun ra. Nhưng không ngờ cuộc nói chuyện của họ đã bị người khác quay lại. Biết tin, Sohyun nhanh chóng đi tới Cuba nhưng mọi thứ đã muộn. Chủ nhân quyết định thu lại mảnh đất. Lúc này Jin Hyuk đi tới nói chuyện với ông chủ nhà. Thì ra hai người họ từng gặp nhau. Anh biết đây là nơi giúp ông tưởng nhớ lại người phu nhân quá cố của mình. Anh đảm bảo với ông sẽ cùng Sohyun bảo vệ nơi này. Cuối cùng ông lão cũng bị những lời nói của Jin Hyuk làm cho rung động. Xử lý xong chuyện này, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Tình cảm giữa hai người cứ như vậy không ngừng dâng lên. Những việc tốt của Jin Hyuk đóng góp rất nhiều cho công ty nên anh đã được điều về Seoul dựa vào năng lực của mình. Nhưng vẫn còn rất nhiều thử thách đang đợi họ. Phía bên này, Hun Seo lấy ảnh giám đốc muốn hãm hại công ty ra để uy hiếp. Anh bắt giám đốc phải thu mua cổ phần khách sạn cho mình. Miệng nói để Sohyun và anh cùng quản lý khách sạn, nhưng thực tế là để anh được ở bên cô. Cuối tuần Jin Hyuk cùng cô đi dạo, anh còn âm thầm giấu quà trong túi. Sohyun khoác tay anh và vô tình thấy được chiếc hộp. Sohyun tò mò, cô mở ra thì đó là một cặp nhẫn đôi. Hóa ra hôm qua, sau khi uống say, Sohyun khóc và nói rằng cô sợ anh sẽ biến mất. Lúc này Jin Hyuk nhận ra nhìn cô mạnh mẽ như thế nhưng thực ra vẫn chưa đủ cảm giác an toàn. Thế là anh quyết định mua nhẫn cầu hôn cô để nói rằng anh sẽ mãi mãi ở bên cô. Tuy chiếc nhẫn không đắt đỏ gì nhưng cũng là món quà quý giá nhất mà Sohyun từng được tặng. Jin Hyuk nói trong lòng anh chỉ có cô thôi, anh sẽ luôn ở bên cô. Nói xong thì hai người xả vào lòng nhau. Khi về nhà, Jin Hyuk gặp Hun Seo đang chờ sẵn ở trước cửa nhà của anh. Hun Seo đưa ra lời tuyên chiến với anh, nói anh là một người tầm thường thì nên tìm một người hợp với gia cảnh chứ. Anh ta muốn cướp Sohyun ngay trước mặt Jin Hyuk. Nhưng cho dù anh ta có nói gì thì Jin Hyuk cũng sẽ bảo vệ Sohyun thật tốt. Hun Seo nói để anh chống mắt lên coi Jin Hyuk sẽ nhận lại được gì sau vụ này. Jin Hyuk suy nghĩ về sự chênh lệch giữa mình và Sohyun. Anh tò mò vì sao Sohyun lại thích mình. Anh thì rất bình thường lại không hợp với thế giới của cô. Sohyun nhìn Jin Hyuk với ánh mắt chân thành nhất và nói rằng sự xuất hiện của anh khiến cô vực dậy tinh thần. Có Jin Hyuk ở bên khiến cô cảm thấy vui vẻ. Sự lãng mạn của anh khiến cô bị mê hoặc. Cô thích một người độc nhất vô nhị như anh. Lời nói của cô khiến chiếc nút trong lòng anh được gỡ bỏ. Anh lại trở về với vẻ ngoài láu cá vốn có của mình. Hôm sau Jin Hyuk đi làm và biết được rằng công ty có chủ tịch mới. Anh không ngờ người đó chính là Hun Seo. Ngày hôm sau, mẹ Jin Hyuk chuẩn bị quà nhờ thư ký gửi cho Sohyun. Còn hẹn gặp riêng cô nữa. Vừa gặp bà đã muốn Sohyun chia tay. Bà nói Jin Hyuk là một người bình thường không hợp với người quyền quý như cô. Hai người ở bên nhau, con trai bà còn bị những lời đồn không hay. Thậm chí còn có người trong khu nói rằng con trai bà vào được công ty là do có quan hệ với chủ tịch. Họ phủ nhận hoàn toàn những cố gắng của anh. Là một người mẹ, bà không muốn thấy con trai bị hủy hoại. Hơn nữa vì Sohyun quá cao quý nên chưa chắc sau này sẽ cưới con trai bà. Bà sợ nếu cứ thế này người tổn thương sẽ là Jin Hyuk. Sohyun buồn bã khóc lóc, lời bà nói khiến cô không còn lời nào để phản bác. Cuối cùng cô cũng quyết định chia tay. Jin Hyuk hỏi cô sao lại muốn vứt bỏ anh. Anh chỉ biết gục ngã khóc lớn. Anh không biết vì sao cô lại bỏ rơi mình. Người mẹ thấy con trai mình đau khổ như vậy thì thấy day dứt. Bà nói chuyện đó với chồng. Ông không đồng ý với cách làm của bà. Vì Jin Hyuk đã hy sinh rất nhiều vì tình cảm này. Ông nói bản thân con trai chúng ta còn không sợ bị thương mình là bậc cha mẹ nên ủng hộ Jin Hyuk thì hơn. Chứ không phải để anh càng thêm đau khổ. Cuộc nói chuyện của cha mẹ bị anh vô tình nghe thấy. Nghe xong anh đã hiểu nguyên nhân chia tay của Sohyun. Anh tới tìm cô và muốn dùng mọi cách để giành lại cô. Nhưng cô lại cho rằng chỉ cần cô ở bên anh là anh sẽ bị truyền thông chú ý. Còn nữa, gia đình nhà tài phiệt kia cũng sẽ không để yên cho anh. Cô không muốn nhìn thấy anh trở nên tiểu tụy vì những lời bình luận không hay, lại càng sợ người nhà anh bị tổn thương.
Nói xong rồi cô xin lỗi anh rồi đi trong nước mắt, bỏ lại Jin Hyuk ở lại. Hai người lúc này chỉ biết khóc trong đau khổ vì mối tình này. Xem đến đây tôi cũng cảm thấy thương cảm cho anh. Khi anh đã làm hết sức mà vẫn không có được người mình yêu thì hãy khóc một lần cho hết nước mắt đi. Rồi ngày hôm sau hãy trở lại là Jin Hyuk nhé. Chia tay xong, thấy Jin Hyuk vẫn yêu So Hyun nồng nhiệt nhưng cô lại muốn tới Cuba làm việc để rời xa anh. Thấy vậy Jin Hyuk không hề nản lòng, anh muốn cá cược với So Hyun rằng để xem lời tạm biệt của cô dài hay tình yêu của anh dài hơn. Trước đó vài ngày bố của So Hyun đã thừa nhận trước công chúng rằng ông đã mua phiếu bầu cử và khai gia đình nhà tài phiệt đã tiếp tay để ông lên nắm chức thị trưởng, thêm cả chứng cứ của mẹ So Hyun và cảnh sát bắt đầu triển khai điều tra. Sở dĩ người đàn ông làm vậy là để cắt đứt sự dây dưa lợi dụng giữa hai nhà để trả cho So Hyun sự tự do vốn có của mình. Xem ra khi đó ông ấy đã quyết định trước mọi thứ. Jin Hyuk lo rằng qua chuyện đó của bố So Hyun ảnh hưởng tâm trạng của cô. Thế là anh đã đưa cô về để an ủi cô. Tuy cả hai chưa làm lành nhưng anh không muốn từ bỏ So Hyun. Trước khi đi, anh đưa chiếc thẻ nhớ chứa ảnh của cô nhưng cô không mở ra xem. Hôm đó mẹ Jin Hyuk tới tìm So Hyun. Bà đã chủ động xin lỗi bà không nên khuyên So Hyun chia tay với Jin Hyuk. Rõ ràng vì những lời nói của bà mà cả hai đã phải đau khổ. Bà biết So Hyun thích món dưa muối, bà đã chuẩn bị trước để tặng cô. Bà còn nói nếu có cơ hội bà hy vọng cô sẽ lại tới nhà bà dùng cơm. Cùng lúc đó, Hun Seo cũng đã hiểu ra người biến So Hyun thay đổi tâm ý chỉ có thể là Jin Hyuk. Anh quyết định từ bỏ cô để giúp mẹ bảo vệ gia tộc. So Hyun tới thăm bố đang ngồi trong tù. Nghe tin cô và Jin Hyuk chia tay ông cũng rất tiếc nuối. Vì So Hyun luôn nghĩ cho người khác mà hy sinh hạnh phúc của mình. Ông không muốn cô cứ sống thế này. So Hyun liền nhớ lại chiếc thẻ nhớ mà Jin Hyuk tặng mình. Nhìn những bức ảnh mà So Hyun vô cùng ngạc nhiên. Cô không ngờ khi ở bên Jin Hyuk lại hạnh phúc như vậy. Chỉ khi ở bên anh cô mới nở nụ cười. Đột nhiên cô thấy nhớ anh, rất muốn được gặp anh. Thế là cô đi tới công viên gần nhà anh. Khi tới đó thì cô không ngờ rằng anh vẫn luôn ở nơi đây đợi cô. Cuối cùng cô cũng gỡ được chiếc nút ở trong lòng. Cô muốn mãi mãi ở bên Jin Hyuk cùng anh sống đến trọn đời. Cô nói với Jin Hyuk không ngờ cô có thể cười vui như vậy. Jin Hyuk nói cô hãy tiếp tục cười như thế đi. Sau đó hai người xin lỗi rồi cả hai ôm chặt lấy nhau. Bây giờ không có gì có thể khiến họ rời xa được nữa. Đúng là cái kết quá happy ending cho hai người họ. Bộ phim đến đây là hết rồi. Mọi người nhớ bấm nút like, đăng ký kênh, bấm chuông để đón chờ nhiều bộ phim mới nhé. Thank you.